Xin chào, vui quá nhở. Huyên lại gần nhau nữa nào. Hôn nhau đi. Huyên mình ghen tị đi nha. Anh bây giờ chiều mình thấy khác xưa rồi. Anh bây giờ dạ cô ơi, đã có một người cho chăm khất tên cuối tháng luôn bên anh. Cháu gửi trả cho cô ạ. Yêu thương anh không như em ngày xưa. Dạ cháu cảm ơn cô. Chẳng bao giờ nghĩ cho anh, chẳng bao giờ. Giờ thì em ơi anh đã không ngại có người ra đây. Đập một bạc trên đó hai lần. Phút xa 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 mày, cả bạn gái tao mày cũng không tha. Không còn chơi với lẽ lối giữa sau đời. Không phải là em giờ xa sao có vui hơn không nào. Tay cả, tay cả, mắt về nhà. Với em khổ đau, tìm về sao không tớ. Anh đâu phải không lên. Anh hãy bình tĩnh. Dừng tay. Anh hãy nghe tôi nói. Anh không níu kéo năm. Một câu chuyện tình giữa ba người bạn thân, kịch tính, hấp dẫn, lãng mạn. Chúng mày nào có thể nói chuyện lại. Con đi kia, mình lại tao. Đồ quân trong người, mày đừng đi quá. Có thể nói chuyện lại. Đâu rồi? Chúng mày kêu nào, tìm một cái bó cho tao. Xin lỗi, em chỉ là con bé. Sinh đấy kia mày đi làm đĩ, đến bạn của chồng mày mày cũng không tha. Bà mày bắt được mày, mày chết đi bà. Xin chào, vui quá nhở. Huyên lại gần nhau nữa nào. Hôn nhau đi. Huyên mình ghen tị đi nha. Anh bây giờ chiều mình thấy khác xưa rồi. Anh bây giờ dạ cô ơi, đã có một người cho chăm khất tên cuối tháng luôn bên anh. Cháu gửi trả cho cô ạ. Yêu thương anh. Không như em ngày xưa. Dạ cháu cảm ơn cô. Chẳng bao giờ nghĩ cho anh, chẳng bao giờ em biết mong biết chờ. Em sống ở thơ, em quá hận hờ. Em coi anh như người trong mơ. Giờ thì em ơi anh đã có người
người cho anh hạnh phúc rất tuyệt vời. Không còn chơi vơi lẻ loi giữa dòng đời, không phải đơn côi. Em giờ sẽ sao, có vui hơn không nào? Nghe người ta nói với anh em không về sao không tốt như anh đâu, phải không? Anh, em đã có cái khác chưa thấy đâu. Nói đi. Alo. Tôi còn xin với anh. Tại sao yêu thương tình lại phải khổ đau như thế? Tại sao? Em có nài ngon lắm, người ta. Tốt lắm. Chú cũng là em tốt của anh. Con ơi, bố định lặng rồi. Có lẽ mẹ phải bán nhà để chạy thân cho bố. Bây giờ khác xưa rồi, anh bây giờ đã có một người luôn bên anh, yêu thương anh không như em ngày xưa. Chẳng bao giờ em nghĩ cho anh, chẳng bao giờ em biết mong biết chờ. Em sống ở thơ, em quá hững hờ. Em coi anh như người trong mơ. Giờ thì em ơi, anh đã có người. Một người cho anh hạnh phúc rất tuyệt vời. Không còn trời vơi lẻ loi giữa dòng đời, không phải đơn côi. Giờ xa sao có vui hơn không nào? Nghe người ta nói với anh em khổ đau, cuộc tình về sau không tốt như anh đâu, phải không? Không em.
khứ, đã qua, tương lai thì chưa tới, hiện tại đã có anh, con đường phía trước đang chờ em. Hãy tự tin nhé em. Bây giờ đã có một người luôn bên anh, yêu thương anh không như em ngày xưa. Chẳng bao giờ em nghĩ cho anh, chẳng bao giờ em biết mong biết chờ. Em sống ở thơ, em quá hững hờ. Em coi anh như người trong mơ. Giờ thì em ơi, anh đã có người, một người cho anh hạnh phúc rất tuyệt vời. Không còn trời vơi lẻ loi giữa dòng đời, không phải đơn côi. Em giờ xa xa có vui hơn không nào? Nghe người ta nói với anh em khổ đau. Cuộc tình về sau không tốt như anh đâu, phải không? Người cho anh hạnh phúc rất rất tuyệt vời. Không còn trời vơi lẻ loi giữa dòng đời, không phải như em. Giờ xa sao có vui hơn không nào? Nghe người ta nói
sao không tốt như anh đâu phải không em? Cuộc tình về sao không tốt như anh đâu phải không? Rồi